Người phụ nữ nhiều khi hay nghĩ rằng thôi hy sinh để cho con của mình nó có một gia đình. Tại vì mười mấy năm em đã cho này em cũng thấy không đâu được gì đâu. Mình không có hàn gắn hay là níu kéo gì sao? Chấm dứt ngay luôn. Em chắc chắn là em không cho người ta cơ hội phải không? Cái tuổi thanh xuân của mình nó trôi qua rất là buồn bã. Xã hội bây giờ cũng rất là nhiều cạm bẫy. Không, có thật là như vậy hay không? Hay là mình đang cố lấy một cái lý do nào đó? Có bao giờ Thủy tự kiểm điểm lại con người của mình? Chồng đã không còn tình cảm thì họ mới đi tìm một cái người phụ nữ khác. Câu đầu tiên của chương trình là một câu hỏi hơi bị sốc. Những người phụ nữ mạnh mẽ nên là chị Tường cũng không có cần đi lòng vòng. Thu Thủy nghĩ như thế nào khi một người phụ nữ mà phát hiện ra chồng mình ngoại tình? Trước tiên phát hiện ra thì mình phải tìm hiểu cho kỹ cái việc mà họ ngoại tình có như mình thấy không. Xác định được là người đó đã ngoại tình, người đó có một cái người khác thì là em nghĩ là chấm dứt. Mình không có cho cơ hội hay là mình không có hàn gắn hay là níu kéo gì sao? Khi mà họ đã có cái ý tưởng ngoại tình, họ không còn tôn trọng mình, họ không còn dành cái tình cảm cho mình nữa. Cho nên là mình có cho cơ hội họ một lần thì lần thứ hai họ cũng sẽ như thế. Ví dụ như bây giờ Thủy biết người đàn ông của mình đang ngoại tình, ai đó chỉ điểm nói, thì Thủy có đi đến tận nơi để bắt tận tay dây tận mặt để tìm hiểu hơn hay không? Chắc nhưng rồi. Thì nếu Thủy như có đi em, không? Em đi, em đi, em đi. Nếu mà em được em sẽ ra mặt, còn không thì em cũng sẽ nhờ thám tử xem. Nếu như mình còn trân trọng cái người đàn ông đó thì mình cũng phải nên tìm hiểu thật kỹ xem sự việc nó có thật hay không. Nhiều lúc cũng có thể là bị lừa, hoặc là nhiều lúc có thể là bị oan. Nhưng thật ra có nhiều người người ta lại nói, đặc biệt là phụ nữ Á Đông, phụ nữ Việt Nam mình á, đức tính hy sinh và chịu đựng và nhẫn nại, như Tường thấy rất là nhiều luôn. Bắt gặp chồng ngoại tình hết lần này đến lần nọ nhưng mà họ vẫn nhẫn nại, vẫn chịu đựng. Mỗi người có một cái quyết định riêng, em không thể nào nói họ là phải làm giống như em. Nhưng theo cảm xúc của em thấy người phụ nữ Việt Nam mình bị cam chịu và hy sinh, hơi bị mất thời gian về cái chuyện đó quá nhiều. Và cái tuổi thanh xuân của mình nó trôi qua rất là buồn bã. Khi mà đã như vậy tại sao mình không cố mạnh mẽ để giải thoát mình ra? Thí dụ có thể mình sẽ không có những người tiếp theo nữa nhưng mà mình sống sẽ bình an hơn. Có những cái cuộc hôn nhân rồi đã có con cái nữa thì người phụ nữ nhiều khi hay nghĩ rằng thôi hy sinh để cho con của mình nó có một gia đình, nó có mái ấm đủ cha mẹ. Có thật là như vậy hay không? Hay là mình đang cố lấy một cái lý do nào đó để mình nói là mình hy sinh cho con? Thật ra nếu biết nghĩ cho con á, thì mình hãy đem một cái cuộc sống nó bình an cho con mình. Vợ chồng mà bằng mặt không bằng lòng thì con nó có hạnh phúc hay không? Lúc trước ba mẹ em cũng là như thế. Bản thân em là đứa con em ở nhà thì em thấy ba mẹ gây nhau em không cảm thấy hạnh phúc. Thường phụ nữ mình cứ hay trách móc người đàn ông, cứ là tại sao anh lại như vậy, tại sao tôi tốt với anh quá mà anh lại như vậy, anh lại như kia, tại mà sao tôi hy sinh, nhìn lại cái không thân, nhìn lại bản thân mình. Thì có bao giờ Thủy tự kiểm điểm lại con người của mình là mình trong cái quá trình đó, trong cái cuộc hôn nhân đó mình đã đúng đã sai cái chỗ nào? Có lúc nào em cũng nghĩ là bản thân mình có làm sai cái gì không, nhưng mà dù có sai dân nữa thì ngồi lại nói chuyện với nhau. Còn nếu như mà chồng đã không còn tình cảm thì họ mới đi tìm một cái người phụ nữ khác. Mình tìm một cái người đàn ông á, trước tiên là phải tìm một cái người họ trưởng thành, lương thiện và bản lĩnh. Khi mà có một cái gì đó nó cạm bẫy ở ngoài cuộc sống hoặc là xã hội, trong công việc, thì bản lĩnh là quan trọng nhất. Khi mà sau cái việc mà em ly hôn với lại người trước thì cạm bẫy đến với em rất rất nhiều. Nhưng mà do là ba mẹ em rồi cũng như là cuộc sống nó dạy dỗ em, thì em cảm thấy là cái nào mà nó hợp với mình, tốt với mình thì lúc đó em mới để ý, còn không, em không quan tâm đến những cái việc khác ngoài luồng. Đó, vẫn quay lại cái vấn đề nãy giờ chị nói, giờ chị hỏi em nữa là em chắc chắn là em không cho người ta cơ hội phải không? Tại vì thật sự nhiều khi có những vợ chồng sống với nhau, nhưng mà em cũng mười mấy năm rồi, sống dạ, với đúng nhau rồi. Dài. Rồi có nếu như cái... mà cuộc tình sau này á mà em tiếp tục là em sẽ không cho cơ hội, tại vì mười mấy năm em đã cho rồi em cũng thấy ủa không đâu được vậy gì đâu. Vậy tự nhiên tội cho người tới sao vậy? Không sao đâu chị. Không sao đâu chị. Đó là cái đó là mình đã kiểu là mình có kinh nghiệm rồi, mình có tìm hiểu kỹ rồi thì mình sẽ quyết định, chứ mình không có kiểu là mình đã thấy như vậy rồi mà mình vẫn cho cơ hội lần sau. Thật là ra... đâu là mình lại kéo cái dài cái thời gian đó nữa là mất thời gian chị ơi. Rồi người ta nói rằng là khi mà mình ly hôn thì mình lấy con để làm một cái điểm tựa để vui trong cuộc sống là đúng hay không? Rồi rủi như người phụ nữ đó không có con thì bạn khuyên người ta như thế nào? Thì mình hãy tiếp tục mình sống, mình làm việc, mình tìm những công việc mà mình đam mê, mình theo đuổi nó. Thật ra không phải ai cũng mạnh mẽ giống như mình nói đâu. Vẫn có những đâu đó những người phụ nữ họ không thể quyết định một cách dứt khoát được. Bây giờ ví dụ như là nếu chồng ngoại tình thì trách chồng mình hay trách người thứ ba? Em bản trách cái người chồng của mình. Bởi vì người chồng họ không cho phép thì không có ai đến được với họ hết.
chính họ là cái người cho phép người ta, thứ ba người ta mới bước vô được. Là nếu như ai cũng biết nghĩ thì đâu có ai bị mất đi cái tuổi thanh xuân của mình. Và thật sự cũng có những người phải mất đi tuổi thanh xuân của mình rồi, thì lúc đó mình mới nhận ra được những cái giá trị cốt lõi của cuộc sống, đặc biệt là của hôn nhân. Nhưng mọi người cũng hay nói về em à, trời thanh xuân của chị bao nhiêu năm, bây giờ chị mất luôn cả cái tuổi thanh xuân của chị. Nhưng sau một cái thời gian thì em thấy rõ ràng à, thanh xuân vẫn còn đó. Lúc trẻ mình xinh đẹp, đó là thanh xuân. Nhưng mà khi mình có hạnh phúc rồi thì mình cũng sẽ có thanh xuân. Mình hãy nghĩ, mình hãy chờ đợi đến sẽ có một cái người xứng đáng, họ sẽ đem hạnh phúc cho mình. Dù ở bất kỳ một độ tuổi nào, 50 tuổi, 60 tuổi thì thanh xuân vẫn ở đó nếu bạn có hạnh phúc. Hãy cố gắng chờ đợi đi các bạn ơi, hãy cố gắng chờ đợi đi Cát Tường ơi. Hãy cố gắng chờ đợi đi Cát Tường ơi. Rồi sẽ có một người đàn ông sẽ mang đến thanh xuân cho bạn. Em tin chị, hãy tin em điều đó. Khi mà chị hạnh phúc á, tự nhiên chị cảm thấy như là chị trẻ lại. Đúng rồi. Chị thấy hạnh phúc lắm mà chị thấy là thanh xuân nó vẫn đúng, ở đúng. Đó.